Cô gái bất ngờ bị kẻ lạ mặt xông vào làm bậy. Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ bị hàng xóm dùng cây gậy đoạt mạng. Tháo dỡ nhà gỗ triệu đô trái phép trong biệt phủ của đại gia ở Quảng Ngãi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Báo Dân Việt. Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh cô gái bị người lạ xông vào động chạm vùng nhạy cảm. Hành vi táo tợn của tên lưu manh này đã được camera ghi lại, khiến ai nấy khi xem đều bàng hoàng và ám ảnh. Theo hình ảnh mà camera ghi lại được, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4 tại một ngôi nhà trong đường Bùi Sương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Theo đó, một cô gái khi vừa lái xe máy vào trong nhà và đang định quay lại khóa cửa, thì phát hiện một nam đối tượng mặc quần áo tối màu, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm tiến vào. Đối tượng này đã đi đến phía cô gái rồi bất ngờ dùng tay phải đụng chạm vào vùng ngực của cô gái. Quá bất ngờ trước diễn biến này, nạn nhân cúi người rồi giữ tay đối tượng lại, nhưng gã nhanh chóng đẩy tay cô gái ra rồi rời khỏi hiện trường. Về phần nạn nhân sau khi bị quấy rối, cô gái đã ngay lập tức đóng cửa ngôi nhà lại, di si chuyển xe về vị trí đỗ và không quên quay lại quan sát. Sự việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận khi được chia sẻ, được biết cô gái trong vụ việc là người đi thuê trọ tại ngôi nhà. Lãnh đạo công an phường Khương Đình cho biết đang cho xác minh làm rõ thông tin. Vấn nạn quấy rối không phải là chuyện mới, nhưng những ngày gần đây lại trở nên nhức nhối. Điều này đặt ra bài học cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ, cần phải trang bị những kỹ năng phòng vệ đảm bảo an toàn cho bản thân, đặc biệt không nên đi một mình vào tối muộn hoặc là những nơi vắng vẻ như trường hợp cô gái trên đã không xảy ra tình huống xấu hơn, nhưng có lẽ ít nhiều cô gái cũng sẽ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Thưa quý vị, như chúng tôi từng cảnh báo nhiều lần về hậu quả của bia rượu, ẩu đả hỗn chiến thậm chí là cả án mạng xảy ra khi những ma men mất đi nhận thức. Mới đây một vụ án có tính chất tương tự đã xảy ra tại Đà Nẵng. Do mâu thuẫn trong việc rủ đi nhậu cùng với việc đã say rượu trước đó, hai thanh niên đã ẩu đả rồi xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Ngày 3 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thanh, sinh năm 1972, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Theo điều tra vào khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 4, Thanh và anh NHT sinh năm 1980, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, đến quán bia trên đường Bùi Hiển, phường Hòa An để đánh bia và uống bia. Do thua và lại thấy anh T quá say nên nói nhiều, Thanh đã thanh toán tiền và nghỉ chơi ra ngoài. Ra khỏi quán, anh T đã rủ Thanh tiếp tục đi uống bia. Thanh từ chối vì thấy anh T đã quá say nên bảo anh T về nhà nghỉ. Thanh lái xe máy đi về. Anh T cũng điều khiển xe máy đuổi theo sau. Lo hai người đánh nhau nên anh VDP sinh năm 1999, trú tại phường Hòa An và anh TVQ sinh năm 2001, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là những người cùng chơi bia chạy xe máy theo sau. Khi đến đường Bắc Sơn, phường Hòa An, anh T đuổi kịp thanh và hai người cãi nhau, xô sát. Anh P và anh Quy vào can ngăn, khuyên anh T về nhà. Anh T không nghe, liên tục áp sát và khiêu khích thanh đánh nhau. Do bực tức, Thanh nắm cổ áo và tấn công anh Tê khiến nạn nhân ngã xuống đường, bất tỉnh. Thanh đưa anh Tê vào vỉa hè nằm và gọi điện thoại cho cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến nơi thì anh Tê đã tử vong. Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Cẩm Lệ tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thanh về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Thưa quý vị, chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có mà dẫn đến bi kịch người tử vong kẻ dính vòng lao lý nhìn từ vụ việc để thấy được rằng hệ lụy mà bia rượu để lại là vô cùng lớn bên cạnh đó mỗi người cũng nên có bài học kiềm chế bản thân tránh xa những ma men đang bị bia rượu điều khiển giống như đối tượng thanh trong vụ việc trên giá như anh này kiềm chế hơn bình tĩnh hơn thì đã không dẫn đến hậu quả đau lòng đến vậy Vừa qua, công trình xây dựng trái phép với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng ở tổ 5 phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã làm dậy sóng dư luận. Trước sự vào cuộc của cơ quan chức năng mới đây, chủ căn nhà đã phải tháo dỡ công trình triệu đô này. Sáng ngày 3 tháng 4, sau một thời gian dài tìm kiếm, chủ nhân căn nhà gỗ không phép ở phường Tránh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi là ông Nguyễn Hồng Sơn đã tìm được thợ và thực hiện tháo rỡ công trình. Cũng trong sáng ngày 3 tháng 4 cùng với thợ để tháo rỡ những trụ gỗ khủng của căn nhà còn có phương tiện xe cầu được huy động tham gia. Với tốc độ như hiện nay, một số người thợ cho biết chỉ vài hôm nữa công trình nhà gỗ của ông Sơn sẽ được tháo rỡ hoàn thành. Được biết trước đó vào gần cuối năm 2022 qua kiểm tra, cơ quan chức năng thành phố Quảng Ngãi xác định trên diện tích đất nông nghiệp 620 m2 trong biệt phủ nằm ngay trung tâm thành phố Quảng Ngãi thuộc tổ 5 phường Tránh Lộ, Ông Nguyễn Hồng Sơn đã cho làm công trình nhà gỗ đồ sộ trái phép gồm tầng bán hầm, tầng 1 và 2 với tổng diện tích xây dựng trên 900 km vuông. Cùng với việc lập biên bản vi phạm, các cấp ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ nhân nhà gỗ trái phép phải tháo dỡ toàn bộ công trình trên, phần diện tích vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu. Có lẽ những ngày qua, dư luận chưa hết ám ảnh với vụ việc một người phụ nữ bị hàng xóm tấn công bằng khúc gỗ dẫn đến tử vong mới đây nhất đối tượng máu lạnh này đã bị bắt và bị khởi tố vì hành vi tàn bạo của mình Chiều 3 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Văn Hoàng, 53 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, để điều tra về tội giết người. Nạn nhân là bà Trần Ngọc Phượng, 68 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Trợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 3, sau khi uống nhiều rượu, ông Hoàng đi từ ngoài đường về nhà. Khi ngang qua nhà bà Trần Ngọc Phượng, 68 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Trợ Gạo, ông Hoàng đã lên lên tiếng chửi thề. Bà Phượng đứng bên trong sân nhà phản ứng. Lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô sát, ông Hoàng đã tấn công khiến nạn nhân ngã xuống mặt đường. Dù bà Phượng không còn khả năng kháng cự nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục cầm đoạn cây gỗ tác động vật lý khiến nạn nhân tử vong thương tâm. Vụ việc trên được camera của người dân ghi lại. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, mỗi lần uống rượu, ông Hoàng thường hay gây sự với xóm làng. Tháng 8 năm 2021, ông Hoàng đã dùng cây tấn công một phụ nữ trong xóm. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video sau. Thời gian qua, tội phạm trộm cắp ngày càng tinh vi và táo tợn. Chúng bất chất pháp luật gây ra những vụ cướp ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng cũng đã siết chặt hơn trong công việc triệt phá loại tội phạm này. Mới đây, Công an thành phố Bắc Giang đã mật phục và tóm gọn đối tượng gây ra 7 vụ cướp liên tỉnh. Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ngày 2 tháng 4 đã mật phục bắt giữ Lý Trung Hiếu, sinh năm 1989 ở Long Biên, Hà Nội, khi đối tượng đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một người phụ nữ 59 tuổi. Trước đó, ngày 31 tháng 3, cảnh sát nhận tin báo về việc một phụ nữ 61 tuổi đang đi xe máy trên đường Thánh Tiên, thành phố Bắc Giang và bị một nam thanh niên điều khiển xe SH đi cùng chiều, áp sát, cướp một dây chuyền vàng rồi bỏ chạy. Cùng ngày, một người phụ nữ 52 tuổi trình báo khi đang đi xe máy ở thành phố Bắc Giang cũng bị một người chạy SH giật mất sợi dây chuyền vàng trên cổ. Công an thành phố Bắc Giang cho hay sau khi nhận được các tin báo đã tiến hành mật phục, bắt quả tang Lý Trung Hiếu vào chiều muộn ngày 2 tháng 4. Khai với cảnh sát, Hiếu thừa nhận trong các ngày 31 tháng 3 và mùng 2 tháng 4, bản thân gây 3 vụ cấp giật tại Bắc Giang, còn từ 23 đến 25 tháng 3 đã 4 lần cấp giật tại Bắc Ninh. Hiếu là người có bốn tiền án về các tội cướp giật tài sản, đua xe trái phép, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và mua bán trái phép chất ma túy, cùng hai tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản. Đối tượng hiện vẫn nghiện ma túy. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị có bất cứ ý kiến gì muốn chia sẻ, hãy để lại ngay bên dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.